chữ kia đừng có đụng cái bàn. Chữ kia soi đứa nay dấu, đứa có cười không? Rồi để xuống này, con để xuống này nặng á. Rồi hanh bưng, bẻ nó đi, con bẻ nó đi. Ăn luôn hả? Ai xí? Ai xí? Ngon.
Cái đừng có đụng cái bàn. Chị kia sao đứa nay giấu đứa có cười không? Rồi để xuống này, con để xuống này nặng á. Rồi han bưng bẻ nó đi, con bẻ nó đi ăn luôn hả? I see. I see. Ngon.
Mamite, mamite.
quá dữ. Đây ăn đi con, đây cắn cho nào cũng được, ăn cho nào cũng được. Sukinite yabate moto. Hai tay cầm lên đổ bây giờ được không, hay cắn cái chỗ này. Ví dụ xem bữa tập yêu được kêu à đã tạc à mẹ rửa rồi sạch rồi, ăn đi, cắn đi, cắn một miếng là ít cô tập tê nè. Này con cắn cho này nè, con sao cắn cho này đi ta, cắn được không? Mạnh lại, cắn rồi cắn, cắn cắn cho đừng giật, cắn một miếng. Cắn mạnh lên, em bắt tê, cắn mạnh lên. Ico Inayo Yamate Oko Oko các bạn là Ico được không? Căng được chút xíu vậy thôi hả? Dấu găng Mizuki cầm nè, Coco nè, Coco, Coco Mizuki cầm được vậy thôi. À chỗ này nè, cô ta canh tan cả hai ta đi, con cầm hai tay cắn cái này coi, cắn mạnh vô nha, cắn mạnh vô coi. Cắn mạnh vô nữa, mó to nữa, mạnh lên. Được không? Để thôi bẻ đi, con bẻ cái này lên đi. Rồi con bẻ ra, bẻ đi, bẻ rồi cắn nha. Không, bẻ ngược lên, hai tay lên, hai tay lên. Đứng không, để tay xuống, để xuống, để xuống. Con bé, để bé ngược lên cái này. Ừ, bé lên. Ui chú. Ồ, đi nè. Rồi, cắn đi. Cắn mặt. Đâu vậy cô đeo quá này, con lấy cái này đây này, nó bẻ, nó bẻ, con cắn luôn, con cầm này, con cắn cho nó dễ này. Đó, cắn gì đây, cắn cái chỗ mềm trong đây nè, chỗ này mềm nè, cạp cho nó đó. Ờ, cạp đó. Ừ, ư dỗ, ư dỗ. Đồ mama ôi xí. Rồi con bẻ đi, con bẻ cho mẹ đi, mó tồi bẻ đi. Nhớ bắt đi, hàn ta lên. Ừ. Xem bự. Ừ. Nè mấy giây kia cô đang tạp với cậu. Con tạp cái này cho mày nè. Cô dạy qua đá cây nè. Cô nè cả. Cắn đi, cắn đi. Mami. Lấy cái tay đấy đó nha. Cái tay đỡ này ra nè. Ừ, đó gọi cạp ở trong á.
Ok. Rồi bẻ tiếp đi. Bẻ hết ra cho mẹ. Không, cái chi sai á, cái tàu nó đi á. Nè, có cái chi sai nè. Nè, có cái ít cô nè. Không, con bé gì nè, con bé gì nè, gì nè, gì nè, kéo ngược lên, ngược lên, không không phải lên này. Nè, cô muốn gì, cô muốn gì? Con cầm vậy nè, mẹ để ngồi xuống. Tay này giữ chặt, keep, giữ chặt vô. Này này giữ chặt cái nào. Mất cô lộn. Rồi con cạp đi. Có đây ok ổn. Có đây ăn ok nè. Rồi mâm này. Na cà nhé. Na cà giao qua na cà cả. Ừ, na cà, na cà có đây. Ta biết cái mi. Cô đi cái này cả. Ừ, ví dụ mai sớm mình sẽ kịp tập thể mami là cá. Ừ. Rồi, ngày mai cái cắt. Rồi cái này cắt ha. Ờ mà tên này. Này cắt cắt cho. Đi đi. Cứng nha, cho tôi cả tay nè.
găng này nó ha ha này. Ừ. Nè, mẹ cắt đỡ cứng ở đó con cạp thôi. Rồi thôi, ấy thôi. Ngậm vô miệng, ngậm vô thử coi. Ngậm vô. Chúp chúp như kẹo vậy đó, con ấy kẹo vậy đó. Mấy cái đâu hộ. Đâu. Rồi cắn đi. Nghĩ hả? Mùi. Ok, bye. Đâu có tập đâu mới vậy? Ai ăn cái con ai cắn cho nào cũng được, ăn cho nào cũng được. Skinny tệ, em bắt tệ, mất tệ. Hai tay cầm lên đổ bây giờ. Đỡ không hay cắn cái chiếc này.
Ý dụ xem bữa tập đi được kêu đã tạc rồi, mình rửa rồi, sạch rồi, ăn đi. Cắn đi. Cắn một miếng là ít cô tập bê tê nè. Này con cắn cho này nè, con sao cắn cho này thế coi. Cắn được không? Mạnh lại, cắn rồi cắn, cắn, cắn cho đừng giật, cắn một miếng. Cắn mạnh lên nha bác tê, cắn mạnh lên ít cô nha bác tê. Cô cắn mạnh lên ít cô. Được không? Cắn được chút xíu vậy thôi hả? Dấu găng mới xì cạp nè, của cô nè, của cô mới xì cạp được vậy thôi. À chỗ này nè, của cô ta canh tanh cả hai tay đi, con cầm hai tay cắn cái này coi, cắn mạnh vô nha, cắn mạnh vô coi. Cắn mạnh vô nữa, mới tao nữa mạnh lên. Được không? Để thôi bẻ đi, con bẻ cái này lên đi. Rồi con bẻ ra, bẻ đi, bẻ rồi cắn nha. Không, bẻ ngược lên, hai tay lên, hai tay lên. Nhưng không, để tay xuống, để xuống. Con bẻ, để bẻ ngược lên cái này. Ừ, bẻ lên. Ui chú. Ồ, y nè. Rồi, cắn đi. Đâu để cô đây quá này, con lấy cái này đây này, nó bẻ, nó bẻ, con cắn luôn, con cầm này, con cắn cho nên nó dễ này. Đó, cắn gì đây, cắn cái chỗ mềm trong đây nè, chỗ này mềm nè, cạp cho nó đó. Ờ, cạp đó. Ừ, ý dỗ, ý dỗ. Mama, ôi xí. Rồi con bẻ đi, con bẻ cho mẹ đi. Mó tồi, bẻ đi. Nhớ bắt đi, hai tay lên. Ừ. Xem bự. Ừ. Mẹ mới sẽ kêu cô đang cạp với cậu. Con cạp cái này cho mẹ nè. Cô dạy qua đá cây nè. Cô nè cạp. Cắn đi, cắn đi. Mami. Lấy cái tay đấy đó nha. Lấy cái tay đỡ này ra nè. Ừ, đó rồi cạp. Ở trong á. Ok. Rồi bẻ tiếp đi. Bẻ hết ra cho mẹ. Không, cái chi sai á, cái tàu nó đi á. Nè, có cái chi sai nhỉ. Nè, có cái ít cô nhỉ. Ừ. Quay đi.
Đấy. Đấy. Không, con bé gì nè, con bé gì nè, gì nè, gì nè, kéo ngược lên. Ngược lên. Không, không, bé gì nè. Nè, có cung cái gì, có cung cái gì. Con cầm đây nè. Nè, để ngồi xuống. Đây, ra đây. Tay này giữ chặt. Khiếp. Giữ chặt kìa. Nè, nè, giữ chặt cái nè. Mất cô rồi. Rồi con cạp đi. Có đây ok ổ. Có đây ăn ok nè. Rồi mami. Na cà nhé. Na cà giờ qua đây cài cả. Ừ, na cà có đây. Ta biết tí mi. Cô đi cái này cả. Ví dụ mà xem cái tập tết mâm mì là cá. Ừ. Rồi hai môi cái cắt rồi cái mẹ cắt ha. Rồi mát tên mát tên mẹ cắt cắt chặt đi. Cứng ha, cho tôi cả tay nè. Găng này nữa. Ha ha này. Ừ. Nè, mẹ cắt đỡ cứng ở đó con cạp thử coi. Rồi thôi, ấy thôi. Ngậm vô miệng, ngậm vô thử coi. Ngậm vô. Chúp chúp như kẹo vậy đó, con ấy kẹo vậy đó. Mấy cái đồ. Đồ. Rồi cắn đi. Nghỉ hả? Mùi. Ok, bye.